Đây mọi người, hôm nay mọi người lại theo dõi một cái video tiếp theo của anh em mình nhé mọi người. Hôm nay anh em mình lại xuống cái quán quen mà đợt trước anh em mình cũng ăn gà ở dưới này mà. Đây đúng không? Đúng. Tầm này nó là tầm tối mọi người, đêm đêm rồi đấy. Đây, mình với lại chú Huy Hùng, anh em mình lại xuống cái quán này để ăn với lại ăn với lại ngồi thay đổi cái không khí một tí. Làm cả ngày rồi tối mệt mệt đi xuống dưới này thư giãn mọi người. Đây mọi người thấy chưa? Đây chòa nhà lá đây. Đấy. Đêm tối thì nói chung là nó cũng không được rõ nét lắm đâu mọi người. Đấy, thấy chưa? Kia, còn bên kia nữa. Một cái gian này có hai gian mà trời chật cứng này mà trong khi đó trời đang mưa mưa mà người ta cũng đi rất là đông mọi người. Đấy. Đây ở dưới là cái ao, còn ở trên là chòa lá đẹp lắm. Quán ăn ở dưới này thì đúng là đồng quê. Đúng đồng, đúng chất đồng quê luôn. Rồi, ngồi xuống đi nhỉ. Bảo chưa? Bảo nhá. Nó nói đi. Đấy, ngồi này. Úi dồi. Không gian mát mẻ, thoáng đãng kìa. Úi xoài. Nó phải thế này. Nó phải thế này. Đây, tràn tròi đá đây mọi người này. Riêng cái mùa hè mọi người mà vào đây thì đảm bảo đúng là như động Sơn Đoòng luôn. Bê đấy các bạn ạ. Động Sơn Đoòng luôn. Mát lắm. Động Sơn Đoòng, Sơn Đồng. Mát. Anh em mình hôm nay chỉ có gọi là một con gà mọi người. Đấy đúng là một con gà. Quan trọng là anh em mình xuống dưới này để ngồi cái khung cảnh của nó nó rất là đẹp. Mới thứ hai nữa là thoáng đãng. Không gian nó rất là đẹp luôn đấy. Đấy gọi con gà thôi. Gà thì người ta đã làm cho anh em đây rồi mọi người. Đây rau thơm ăn kèm đây. Cá lọc đây. Muối hạt đây. Muối hạt thì cũng bắt chanh thôi, là cái này mà chiến đấu thôi. Chú Hùng chú cũng giảm nát bét rồi. Thôi thì năm tí. Mời các bạn nhé. Rồi mọi người nhé. Ok rồi. Rồi. Quá ok. Đấy, gà lúc nào cũng sẵn trong chuồng kêu quá quắc. Này một con gà hai đùi, mình với chú Hùng mỗi người đùi thế là ấm. Ui giời. Hắn còn nhảy à? Vẫn sống. Hôm nay mà hắn còn nhảy thì mình cũng mời các bạn nhé. Mời thôi chứ còn. Ăn như này sướng nhỉ. Ui giời ăn. Ui giời. Quay từ Bắc. Ngọt mồm. Ngọt mồm nhỉ, ngon nhỉ. Cứ một giò này một gặm mà sướng nhỉ. Còn nó long mè nó này anh em mình bảo người ta nấu cho bắt miến mọi người. Ngon lắm. Đây. Một giò này được của mình. Chấm gai nhá. Cái này này, đấy. Đấy. Mời mọi người nhá. Ăn gai chạy bộ với này anh em mình. Ngon lắm mọi người, tầm này nó đói ăn cái gì ngon. Trời. Ngon nhỉ? Này anh em mình chỉ ăn một con gà này, mình sẽ cái lòng mè nó mình nấu miến mọi người. Bắt miến để ăn ngon. Đấy, mọi người đi qua một cái tự với anh em mình. Mọi người có người đùi to thế. Mà ăn thế mới thích. Ăn thế mới được. Phòng rộng lập hai anh em mọi người. Ăn này sướng ngồi cũng khác gì tiên. Không gian thoáng đãng thoải mái mà tầm này nó lại đang mưa không? Trời ngoài đang mưa rồi. Nó đá thì tối rồi. Mưa nó mát rồi, ăn đi. Anh Sơn ơi. Ơi.
em đi nay giờ em lo phụ công việc em quên mất. Ừ. Tàu em xin rời sớm 18:30 nó rời, nó vừa rời xong em mới nhớ này chị nhầm. À. Ngọt hết. Mà các bạn nhá. Thế thích. Chất lượng. Hai người một gặp nằm một con gà này nó no ấy, một người gà dưới này mình bắt ba cái bắt toàn con gà to và thả vườn nhưng mà nó toàn con to hơn 2 cân, 27, 28 ba cân mấy đó. Quá ở đây rất đông khách, còn tập tối nhưng mà rất là đông khách. Mời các bạn nhé. Gan luôn. Nóng quẻ chân lộn. Để thì quán này là dưới bến Đò Lâm nhé mọi người. Ai thích ăn mà ở gần Hồ Thủy Nguyên xuống đây mà ăn ngon lắm. Nó chỉ là chuyên gà và cá thôi. Nếu mà ai thích ăn gà cá xuống dưới này ok mà. Cái tàu của ấy nó báo thay này kìa. Thấy không? Bác nhầm đi. Công gì vẫn trong này mà. Ừ. Sau ngày mới được bay phải sửa biếu trong này. À. Rồi mà giải quyết trong phạm vi.